bang Alaska rất là nổi tiếng ở cái diện tích lớn nhất ở Mỹ. Và lý do mà mình thật sự rất là muốn đến bang này đó là vì mình muốn xem ánh sáng cực quang trên trời, ăn cá hồi, xem dòng sông băng và tuyết, cũng như xem cá voi, để xem mình khám phá được gì trong chuyến đi này nha. Hôm nay là ngày mà mình thi học kỳ, thì mình vừa mới thi xong và có đúng 2 tiếng để chuẩn bị hành lý, và cuối cùng là mọi thứ đã xong. Bây giờ là chắc cũng 12 giờ đêm rồi, mình chuẩn bị đi ngủ để ngày mai mình sẽ đi Alaska, chuyến đi mơ của mình. Hạnh phúc quá đi mọi người ơi, chúc mọi người ngủ ngon nha. Chặng đường đầu tiên của mình là sẽ bay từ chỗ của mình đến Seattle để quá cảnh trước khi bay đến Alaska. Mình đã tới Seattle đi bằng Alaska. Đây là cái máy bay của Alaska. Yay, chào mừng mọi người đến với Seattle. Seattle là một cái thành phố lớn nhất ở Washington, cái bang Washington. Thì mình phải phân biệt là bên đây nó có hai cái bang, nó tên nó giống giống nhau, đó là Washington và Washington DC. Washington DC á thì là thủ đô, còn Washington là một cái bang ở gần Canada. Thì bây giờ là mình không biết là nên đi cái hướng nào cho đúng. Mọi người ơi, đây là chỗ mà mình chờ xe buýt trước khi khởi hành ha. Thì xe buýt sẽ chở mình từ sân bay lên máy bay, lên tới cửa máy bay mới đúng. Mình đang ở trên xe buýt và chờ lên máy bay. Thì trước khi mình lên máy bay thì mình thấy sau lưng cái xe của mình có một chiếc xe của phi hành đoàn là tiếp viên hàng không, và những người mà khuyết tật thì họ sẽ ưu tiên để lên máy bay trước, và đây là xe buýt mà chở họ đi á. Thì mình sẽ chờ tất cả họ lên khá là lâu. Đây là sân bay Alaska mọi người ơi. Về đây là chỗ mà mình sẽ lấy hành lý. Cái sân bay này nó nhỏ xíu à. Thì nó sẽ có những cái chỗ, có cái chỗ mà nếu mà bạn thuê xe ở đây á, thì mình sẽ đi thẳng ra đây.
mà không cần phải đi xe buýt. Mình sẽ đi ra thẳng ra đây để chọn xe. Đó, rất là tiện lợi, không cần phải đi xe buýt. Mình rất là ngán đi xe buýt trong cái thời gian này. Sân bay rất là nhỏ. Và đây là đường từ sân bay, từ sân bay về chỗ ở. Trời ơi, mọi người thấy không? Đây là cái sông mà nó đã bị đâm đá. Cái này là cái chỗ mà trung tâm thành phố rồi đó mà hả, nhà nè rất là cổ kính luôn, rất là nhỏ, giống như một cái làng vậy đó. Chữ cũng rất là nhìn vui quá ha. Cuối cùng thì mình cũng tìm được một cái chợ ở đây, ở cái thủ đô này. Cái chợ này thì nó là giống như là cái chợ địa phương vậy đó. Tức là mình chưa từng thấy cái hiệu này, cái hiệu Foodland này ở bất kỳ chỗ nào ở Mỹ cả, cho tới so far, tới bây giờ. Thì trước giờ mình đi khoảng mười mấy bang á, thì chưa có bang nào mà có cái chợ giống như vậy. Thì nó cũng giống như là Target hay là những cái chợ grocery store, những cái chợ bình thường khác thôi, cũng bán rất là nhiều đồ, hay. Và đây là lúc mình được thưởng thức món cá hồi, điều mà mình mong muốn được làm ở đây. Hi hi. Here we go. And đây là chỗ mà gọi là Mendenhall Leisure Visitor Center. Vào thời gian này thì nắng cho nên là không có nhiều tuyết lắm. Mày vô vô cùng nha. Nhìn thôi luôn, không ai hết, rất là yên bình. Nói chuyện là khói luôn, mình cũng không có lạnh lắm. Khi mà mới vào á, thì mình sẽ thấy cái đường vào là nó cũng khác với lại gì, được không? Cái sân giấc, cho nên là mình phải đi một cái đường khác. Mà người ta có một cái chảo để cái mát, cái gì mình cũng ngồi, mình coi. Trời ơi, mọi người ơi, lạnh lắm luôn. Đây là đường vào trong chỗ Leisure. Mình không biết chúng ta là gì nữa. Thì đây là chỗ restroom, là chỗ đi vệ sinh trước khi mà vào trong. Thì nó cũng khá là sạch sẽ chứ không phải là như chỗ công cộng, chắc tại vì thời điểm này không có ai đi được. Wow, hay. Đây có cái chỗ rất là để bán đồ lưu niệm để mình khám phá, nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nè mọi người, đây là cái mà nó diễn giải nè, là làm sao từ tuyết mà nó trở thành glacier, là tảng băng ha. Thì nó sẽ từ tuyết nha, sau 2 ngày nó sẽ trở thành bông tuyết như vậy, 30 ngày nó sẽ trở thành cục đá, tảng đá, là từ một tuyết như thế này nó sẽ trở thành một cái tảng đá màu xanh rất là đẹp như vậy nè. Wow, hay quá. Nó ở trong đây nó sẽ có một cái chỗ cho con nít ngồi để xem là cái cách hình thành như thế nào nè, trên tivi cho xem nè, chỗ để cho trẻ em ngồi chơi, nằm chơi và xem luôn nè. Dễ thương quá. Và cuối cùng mình đã tìm thấy được bản đồ. Thì mình ở cái chỗ thành phố Juneau này, là thủ đô của Alaska, đi một đoạn đường dài để đến với chỗ trung tâm tham quan này. Thì ở Alaska có rất nhiều dòng sông băng, rất nhiều glaciers. Và đây là một cái chỗ cũng khá là lớn. Alaska có đến 100.000 dòng sông băng luôn đó mọi người. So, sau khi mình vào đây á, thì mình sẽ có hai đường đi. Một đường là mình sẽ đi xuống cái chỗ mà sông đóng băng á, thì mình sẽ đi tới cái glacier, là cái dòng sông băng luôn. Còn cái đường nhỏ này nè, mình sẽ đi tới chỗ có cái thác nước waterfall trước, rồi mình mới tới chỗ dòng sông băng. Thì mình sẽ chọn đi con đường này tại vì mình thấy là mình muốn coi cái chỗ dòng sông, không phải cái chỗ mà thác nước á, coi nó còn nước hay không, cùng mình khám phá nha. Trời ơi, lạnh mà đẹp quá luôn, không ngờ Alaska lại đẹp như vậy. Ồ, đây, nó có chỉ đường. Đây gọi là cái gì, Naked Fawn Trail, là mình đang ở đây nha. Mình thấy không, mình đang ở đây và mình sẽ đi cho tới cái fawn này, chắc cũng phải một đường hơi xa đó. Ok. Wow, đẹp quá. So beautiful. Giống như trong truyện cổ tích vậy đó. Mày thấy cái cầu á, có cái cầu nhỏ xíu. Trời ơi, mình nghĩ là nước nó đóng băng hết rồi chứ sao không có cái thác nước đâu. Nhưng mà thôi chạy cứ đi, thử xem sao nha. Trời, nước đóng băng hết rồi nè, mọi ơi. Mình nghĩ chắc mấy chỗ vàng là cái chỗ con chó đó. Nó đái luôn. Oh my god, coi nè, đẹp chưa? Nước nó đóng băng đó, lạnh nó mất như vậy đó. Đi đường này phải cẩn thận không sẽ bị trơn. Mình đang mang giày boot nè, mặc 3 lớp áo mà mình cảm thấy lạnh. Không, là trời này đẹp, không có bị bão tuyết, cho nên là mà không có ai, không có nhiều người đi du lịch, chỉ có dàn người đằng sau mình thôi, nên là rất là thích. Trời giúp bạn. Wow, đây là cái cảnh mà mình tâm mơ ước được đi từ lúc còn nhỏ xem phim á. Mình thấy có rất là nhiều cái cảnh như thế này mà mình chưa bao giờ được đi trực tiếp hết. Những chỗ mình đi chỉ có tuyết một ít thôi, cũng nhiều như vậy. Cái đợt mình trước á, mình đi chung với một nhóm bạn á, thì lúc đó là nó có tuyết nhưng mà nó chỉ có một cái khu nhỏ trên núi phải trượt băng thôi, còn cái này là tuyết mọi nơi luôn. Đẹp quá, mà không có ai, có vài người thôi nhưng cũng sợ, chứ không sao, tại vì ở đây an toàn. Rồi tuyết đẹp quá. Hồi xưa mình đi phượt á, là đi đòi cát nóng kinh khủng luôn, rất là mệt, chảy mồ hôi á. Còn ở đây á, đi hoài cũng thấy mệt, tại vì đẹp đã vậy á, lạnh luôn. Ủa, có một chàng rồi đi với chó, dẫn chó đi chạy. Dạ. Hi, nice to meet you. Yeah, have a good day. Thank you. Wow,
thôi mình tắt ở đây để mình hơi đuối rồi, mình sẽ đi gần đây tới chỗ đó rồi ha, mình sẽ quay lại cho mọi người xem nha. Bây giờ mình sẽ tập trung lực để hiking lên đó này. Sông băng. Oh my god. Có một người châu Phi và con chó và một đứa nhỏ đang chơi gần thác nước. Đẹp quá mọi người ơi. Toàn cảnh nè. Xung quanh mình bây giờ chỉ là tuyết thôi á. Dễ thương luôn. Đây là một cái tiệm phở ở Alaska này mọi người. Đó. Gọi là Bowl of Phở. Nhìn thấy không? Rất là đẹp và có cành mai nữa. Ăn thôi. Đây là store chuyên bán đồ hunting, là săn bắn và câu cá. Trời ơi, đây là thiên đường của những người mà thích đi câu nè. Mình câu quá trời luôn, đi săn bắn luôn, đủ thể loại luôn, đồ rồi hả, dụng cụ săn bắn. Cả quần áo để đi săn bắn rồi quần áo để đi đi câu cá nữa. Awesome. Đồ để đi săn bắn nè. Màu mè dễ sợ không? Tiệm này lớn lắm luôn mà đã lắm, nhiều thứ ra luôn. Bên đây sẽ có một chỗ đi sâu vô nữa nè. Thích quá à. Còn một điều thú vị nữa là họ bán súng. Họ bán súng ở đây để săn bắn đó. Nhưng mà chắc phải là người dân ở đây á thì họ mới có thể mua được những cái súng như thế này. Gọi là citizen, với lại trên 18 tuổi mới mua được. Nhưng mà đã chưa? Bạn có thể mua những cái súng này để đi săn nè. Một cái để coi nhiêu tiền nè.
400 đô. Một ngàn mấy cũng có luôn. Mắc quá ai mà mua cho nổi. Săn bắn thì vào đây để mua nha, Sportman Store. Vậy là chuyến đi ngắn ngủi của mình đã kết thúc bằng một buổi chiều đi dạo quanh hồ. Lần này đi mình chưa được xem cá voi vì đến tháng 4 á, nó mới bắt đầu có hoạt động này. Mình search trên web thì nó nói vậy á. Cũng không được xem cực quang vì cực quang hên xui lắm mọi người ơi. Với lại nó chỉ xuất hiện vào mùa đông mà kiểu ngày ngắn hơn đêm á. Nên mình nghĩ chắc khoảng tháng 11 đến tháng 2, nên thôi hẹn lần sau vậy. Tổng kết lại thì đây là một nơi hoang vắng, cổ kính, nên thơ và vô cùng lãng mạn. Thích hợp cho mấy bạn có cặp đôi á, mấy bạn đi couple á, hay mấy bạn mê ngao du như mình nè. Còn mọi người nghĩ sao? Bình luận bên dưới cho mình biết với nha. Hoặc mọi người có thể comment đề nghị chỗ nào hay ho, mình sẽ để dành tiền để đi. À, từ đây mà bay qua Canada là gần hơn về lại Cali luôn đó mấy bạn. Nhưng mình chưa có visa nên thôi đi gì à. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video này. Những ai chưa đăng ký thì bấm nút đăng ký để ủng hộ mình nha. Và like nếu bạn thích nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sắp tới. Bye. Love you all.